Xin chào cả nhà, hôm nay là 16 tháng 3 năm 2023. Hôm nay thì em đang thi công tại Hà Nội, thành phố Hà Nội. Ở đây là đường Giải Phóng nhé. Mé xa bên cần cầu kia là trường Đại học Bách Khoa. Hiện tại là em đang thi công cho khách hàng. Hôm nay thì em đến đấu lại dàn pin và thay biến tần cho khách hàng. Hiện tại là khách hàng đang sử dụng biến tần GW 8kW nội địa, sử dụng meter bán tải, và bây giờ chuyển sang hệ thống lưu trữ của diode 6kW cộng với cả pin SPE. Về cấu hình của khách hàng thì sử dụng 15 tấm pin. Tấm pin này là tấm pin của Việt Nam, tấm hai mặt kính công nghệ 5+3. Tấm này thì là 405W một tấm. Đây, khách hàng nắp đây. Ở đây có một cái cột, chắc là cột thông gió. Đấy, ở đây nhà thì nhà nào cũng xây như vậy. Cái ngói này của khách hàng là ngói kiểu dạng như ngói bê tông ấy. Này, khách hàng gia cố bên dưới này. Cái này chắc là thuê một đội nào đấy nắp thôi. Sắt hộp là 3x6 và sử dụng nhôm bên trên. Đây là sử dụng được khoảng hơn 1 năm rồi. Khách hàng không bán được điện. Ở đây thì bên này có mấy cái tấm pin này thì độ dốc của nó là độ dốc là 20 độ. Đấy. Điện thì được che lắng thì che bởi cái nhà này. Đấy, che bởi nhà này. Mấy tấm bên này thì nó không bẩn lắm. Đấy. Còn mấy tấm bên này thì độ nghiêng là 12 độ này. Thì nó lại rất là bẩn. Đây. Đấy, khi các bác nắp là nhớ cho em là cho thêm cái kẹp thoát nước vào nhá, chứ để này bẩn nó sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất của tấm pin. Nhưng mà cái thợ trước này lắp cho khách hàng thì là không tư vấn. Thứ hai là có 15 tấm pin thôi, nhưng mà để chia làm 3 dàn, mỗi dàn có 5 tấm. Khi mỗi dàn 5 tấm thì cái hiệu suất chuyển đổi nó không được tốt lắm, nó sẽ bị hao điện. Đấy, thứ hai là lắp vào đây thì nó chỉ được mấy cái dàn kia thôi, còn dàn dưới này thì là nó sẽ bị vướng cái này vào buổi chiều. Buổi chiều từ 1 giờ trở ra thì sẽ lắng toàn bộ cái này. Những cái này thì lại bị vướng bởi cái nhà cao tầng này. Khi các bác lắp phải chú ý. Ở đây khách hàng sử dụng tấm pin của Việt Nam này. Tấm pin này thì công nghệ là 5+3. Đấy, tấm pin này nó không thuộc dạng cao cấp nhé. Chi phí bình thường. Đây là sàn thao tác để mình rửa pin này. Khi chạy tấm pin năng lượng mặt trời thì sau 1 năm sử dụng thì các cái sắt này nó sẽ bị rỉ. Nên là mọi người sơn nó xịn vào một chút. Đấy, sơn không cẩn thận là nó sẽ bị rỉ kiểu như thế này. Ở đây thì họ sử dụng kẹp kẹp U3060 nhá. Để em xuống phần dưới em quay cho mọi người xem. Đây là phần thao tác đi xuống này. Đấy, phần thao tác đi xuống này. Đây là phần bên dưới. Do khách hàng sử dụng máy diode chỉ hỗ trợ có 2 dàn pin thôi nhá. Nên là em sẽ dồn thành 2 dàn. Một dàn là 10 tấm 405 và một dàn là 5 tấm 405. Vì 5 tấm bên kia nó là một góc nghiêng khác, còn 10 tấm bên này nó là trên một mặt sàn khác. Và đây là tấm pin của khách hàng này. Nó bị thiếu luôn cả cái phần bảo vệ cầu chì ở đây. Tấm pin này của hãng Otron, Atron gì này, Made in Việt Nam này. Đấy, của hãng Chin Solar, nhưng mà sản xuất tại Việt Nam, gia công tại Việt Nam. Công suất 405W, hai mặt kính công nghệ 5+3. Đấy, có 5 đường mạch thôi. Đây là phần bên dưới của nó. Khách hàng sử dụng kẹp thoát, kẹp đây. Mọi người có thể thấy kẹp này, nó đọng nước này. Xương xuống nó đọng nước, các cái con ốc này nó rỉ nhá. Khi các bác mua là chú ý mua cho em là cái loại mà ốc inox đi. Đấy, kẹp này thì nó có nhiều loại. Có loại nó chỉ khoảng 8.000, 12.000, 20.000, 25.000 một cái cũng có. Đây, nó rỉ hết xong thời gian nó rỉ này. Khoảng hơn một năm mùa lồm ở miền Bắc mưa, phùn các thứ các kiểu nó sẽ bị rỉ. Đấy, nên để sử dụng mà bền được 20 năm thì cái phần khung này là nên làm bằng nhôm hoặc gia cố, phải sơn xiếc hoặc sử dụng các cái vật liệu bằng ốc inox chẳng hạn thì chạy nó sẽ chuẩn hơn. Bên này nó như vậy. Đây, mái ngói thì nắp cũng rất dễ thôi, khoan xuyên xuống xong đắp vữa hoặc xử lý chống thấm các thứ là ok. Nắp đặt đơn giản, không có vấn đề gì cả. Đây là lắp bán kín nước, vẫn hở và nước vẫn giọt xuống. Em ở đây em sẽ dồn thành 2 dàn, một dàn 10 tấm và một dàn là mà mấy tấm nhỉ? Một dàn là 5 tấm để chạy cho con diode, bởi vì nó hai dàn nó hai hướng khác nhau nên không thể chia mỗi dàn một dàn 7, một dàn 8 được. Mà mình chia thành 10 cộng 5. Một bên 10, một bên 5. Tấm pin hai mặt kính này rất mỏng nhá, khung của nó chỉ có 3 phân thôi. 3 cm. Đó là tấm pin.
Tấm pin này thì chất lượng nó bình thường, nó không phải là xịn sò lắm đâu. Vì thứ nhất là công nghệ thấp, tấm pin công suất thấp, công nghệ thấp. Và thương hiệu thì Việt Nam, nó không phải là Caladian hay dòng China Solar hay một số cái thương hiệu nổi tiếng khác. Ở đây thì thợ trước thì có lắp nành 3 dàn, mỗi một tấm là 405W. 405W nhưng mà chia làm 3 dàn, mỗi dàn có 5 tấm thôi. Ở chạy ở cái điện áp thấp như vậy thì hiệu quả nó sẽ không được cao. Em sẽ thay nó thành 2 dàn, một dàn là 10 tấm và một dàn là 5 tấm. Ông mất tiền. Đây. Còn biến tần thì vừa tháo ra đây. Mày lộp của tao chưa mày, tao giả. Còn biến tần này là kilowatt bản nội địa nhá. 8.000. Đào hơn 300 thôi. Đây, hiện tại này em đã luồn dây xong này. Dây thay mới hết, thay bằng dây của Hàn Quốc và chuyển một phát xuống từ tầng, ở đây là đang là lóc tầng 5, chuyển xuống tầng 1. Đi từ dàn này sang dàn kia thì khách hàng trước đây sử dụng cái ống này là ống ruột gà loại thép. Ống này nó rất là mềm, nó mềm. Đấy, còn dây em đưa xuống là dây Hàn Quốc nhá, nó rất là mềm. Cáp MC4 thì em sử dụng MC4 của Leader đây. Sử dụng hãng MC4 Leader chính hãng. Dây thì dùng dây Hàn Quốc, trước đây của khách là dây Trung Quốc nhưng mà chạy xuống dưới nhà thế kia ở dưới tầng 4, nhưng mà bây giờ em sẽ chuyển nó xuống tận dưới tầng 1 luôn. Dyer thì sẽ chạy xuống automat tổng ở dưới tầng 1, tầng nào nó cũng mất công sửa. Đây là dây cáp hòa lưới, trước đây khách hàng kéo lên, bây giờ sẽ kéo xuống này. Đấy, thì đưa 4 cái dây DC của 2 dàn pin, một dàn là 5 tấm là bé bên này. Đều là hướng nam hết, 5 tấm bên này và 10 tấm bên kia thì sẽ cho vào một dàn. 10 tấm bên kia nó vào một cái mặt phẳng độ nghiêng khác, 5 tấm bên này vào một cái mặt phẳng và độ nghiêng nó cũng khác. Thế nên là sẽ tách làm 2 dàn, một dàn 5 tấm và một dàn 8 tấm, một dàn 10 tấm. Ngói này của khách hàng em nghĩ là ngói bê tông, chắc khả năng ngói bê tông. Đây. Trèo cái mái này nó cũng dễ trèo thôi, cũng không có gì khó khăn cả. Trèo chân đất nhé. Xong phần hoàn thiện trên mái, bây giờ xuống dưới nhà đấu tủ điện và đấu viết tần. Bác nào mà có nhu cầu cần chỉnh sửa điện năng lượng mặt trời hoặc thay thế nâng cấp cứ alo bên em. Số điện thoại là 0987006938. Bên em sẽ tư vấn và nâng cấp sửa chữa cho mọi người. Hiện tại em đã hoàn thiện nó một con đai ơ với cả chạy với cả viễn tần chạy với pin lithium SPE để bàn. Khách hàng thì rất nhiều đồ nghề. Phần làm đẹp còn lại thì khách hàng sẽ làm. Bên em hỗ trợ đến đây thôi. Sử dụng 2 ATS mọi người nhé. Một ATS này là ATS chuyển chậm này. Một cái chạy cho 2 công tơ và một cái là chạy cho năng lượng mặt trời. Đấy, tủ điện vẫn tủ điện của con 8kW hạ xuống. Lắp thêm một cái automat cho điện backup. Biến tần đây 6kW này. Con này là máy 6kW này. Hiện tại là dàn pin năng lượng mặt trời đang xuống là 3,64. Một dàn là 208 và một dàn là 419V dòng điện này. Một dàn là 1200, một dàn là 2400. Bây giờ đang là 12:45. Đang sạc ắc quy là 41A. Tải nhà đang sử dụng là 1078W. Mua điện là 00W nhé. CT em đang kẹp là kẹp dây nguội. CT mọi người có thể kẹp dây nguội hoặc là dây lửa đều được hết. Bên này có công tắc tắt bật với DC switch đây. Hoàn thiện. Các bác có nhu cầu nâng cấp, sửa chữa hoặc là bảo dưỡng hệ thống năng lượng mặt trời thì liên hệ với em. Số điện thoại là 0987006938. Bên em có đội ngũ nhân viên làm việc toàn miền Bắc cho mọi người. Để tư vấn, không là báo giá, rồi các thứ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.